Ê các bạn ơi, bạn Bin có ba cái banner nè. Rồi quay thử nha, quay quay coi. Wow, đại chưa? Rồi quay hai cái kia luôn. Ở bên nữa quay cái con gì nó kêu ở bên. Nghe con gì kêu không? Con gì hả? Tiếng con gì kêu kỳ chứ hả? Thôi cầm cái giỏ ra đi kiếm con đó nha. Đi, đi thôi. Đi, lại lên con gì kêu hả? Kêu ở đâu hả? Đâu đi kiếm thử coi. Đâu? Nó kêu ở đâu hả? Đâu con gì hả? Đâu? Wow, trời ơi, nguyên một ẩu nhện luôn này Bin ơi. Rồi bắt vô, nhện con á. Rồi bắt vô, bỏ vô giỏ. Wow, bên kia nó có con gì mà hai con mắt nó bự quá kìa Bin ơi, chạy quá. Rớt luôn rồi hả? Rồi bỏ vô nghe. Ô, bên kia nó có con gì nè, ở đây nè, chạy lên coi. Con gì hả? Con gì bự dữ hả? Ý coi chừng nó cắn á. Quá nhẹ nhẹ thôi nha. Con nhện đó hả? Đây các bạn ơi, có quy một con nhện khổng lồ luôn nha. Bấm được hả các bạn Bin? Bấm thử coi được không? Được không? Được, bấm vô mát được nè. Rồi bấm đi, bật lên. Bật Bin lên. Rồi bấm. Ồ. Quá wow, các bạn ơi, bạn Bin bấm bắt được quy con nhện luôn nha. Đây con nhện khổng lồ nè, có quy ngẫu nhện con luôn. Thôi bạn Bin chạy mất tiêu rồi, sợ quá hả? Rồi núp vô đi chứ để nó nhện nó cắn á. Đây nè. Rồi lại bắt nhện con vô nghe. Rồi bỏ nhện vô cái giỏ luôn. Đem về nhà. Cái giỏ bự quá hả? Rồi các bạn, cái giỏ nhỏ quá, con nhện bự quá sao bỏ vô được. Rồi vậy bỏ nhện con vô nghe. Rồi bỏ ba cái banner vô luôn. Rồi mình đem về mình chơi với nhện bự nghe. À, rồi đem về chơi. Đâu? Có gì kêu? Con khủng long kêu hả? Đâu? Wow, con khủng long trên cây luôn. Rồi bắt xuống, bắt bỏ vỏ luôn. Rồi có con rắn nữa hả? Có siêu nhân nữa hả? Siêu nhân gì nhỏ xíu hả? Rồi đem về bỏ nhện ra chơi thử nha. Rồi bây giờ mình đổ mấy nhện con ra mình học màu nha. Ôi quá trời nhện luôn các bạn ơi. Ôi. Ê, trời ơi. Con nhện này màu gì vậy bạn Bin? Hả? Con nhện này màu gì? Nhện này màu xanh nha. Còn con nhện này màu nâu nè. Ôi đó còn con nhện mẹ đó. Wow, con nhện mẹ nó bò được luôn hả? Đây các bạn ơi, đây là một con nhện điều khiển nha. Chú trọng còn lấy ra luôn đó. Ôi nó kẹt luôn rồi, không lấy ra được luôn rồi bạn Bin ơi. Trời ơi, dính cái tay. Rồi lấy ra được rồi. Đừng bấm vô đó nghe, bấm cắn tay hả? Đau không? Đau lắm hả? Đau cho các bạn xem nhé. Đây nè các bạn ơi, đây là con nhện điều khiển nha. Dưới sau nó có bánh xe chạy nè. Rồi đâu bấm đâu bằng Bin? Đâu rồi bấm cho các bạn xem nhé. Đây là một cái đầu bấm này nghe. Đây đầu bấm có cái mỏ giống chim vậy đó. Bò vô lỗ luôn rồi hả? Rồi chui ra được không? Rồi ve lui ra thử coi. Ra lui ra đi. Rồi xong luôn rồi, không lấy ra được luôn rồi, kẹt luôn rồi. Rồi đâu mấy nhện con đâu lấy được các bạn xem nè. Đây một con nhện màu cam, rồi màu đen nè. Làm điếm có bao nhiêu nhện con nha. Đây các bạn, ở đây là con nhện mẹ nó đẻ ra nhện con nha. Nguyên một bầy nhện luôn. Dòng xe này màu gì bạn Bin? Màu xanh. Màu xanh. Đúng rồi. Đây, con nhện màu cam. Bò mất tiêu rồi. Đâu con gì bò lên đó mất tiêu rồi. Trời, con nhện con bò lên đây luôn rồi hả? Để chui vô gốc cây luôn nè. Cái này ăn được không? Được. Không, cái này đồ chơi không ăn được. Hả? Cái này đồ chơi đâu ăn được đâu. Nó ăn ngay rồi nhá. Con nhện mẹ bò đi đó hả? Rồi nó nhảy xuống đây luôn rồi. Mà hỏi bò đi mất tiêu luôn nè. Rồi bấm thử coi bò trên đây được không? Không luôn. Không luôn hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Bin sẽ chơi thử con nhện này cho nó bò dưới đất chơi nghe. Rồi bấm đi bạn Bin ơi, bấm cho nó chạy đi. Rồi đi chạy thẳng lên. Chạy đâu hả?
Ê các bạn ơi, bạn Biên chạy đi núp con nhện rồi, núp không ra luôn. Ờ con nhện nó bò đi rồi bạn Biên ơi, nhện nó bò đi nè, nó gấp con nó đi nè. Đây đây mình có một con nhện nè, con nhện mẹ màu nâu nha, bự khổng lồ luôn. Còn đây là mấy con nhện con nè. Ủa thôi bây giờ cho con nhện mẹ chở nhện con đi chơi nha. Đó cho nhện mẹ chở nhện con đi chơi luôn. Chờ anh hỏi không? Rồi lấy đầu bấm. Ui ghê vậy. Rồi kẹt rồi. Nó đè con nó rồi. Rồi chạy nha. Rồi bấm đi. Bấm cho nó chạy đi. Wow, hay ghê chưa, rớt một con rồi. Lụm là lại, lụm lên lại. Rồi bấm thẳng lên con, bấm thẳng lên, đè thẳng lên á. Rồi bấm thẳng lên nó chạy thẳng nè. Đó, thấy nó chạy hay ghê chưa. Rồi, đi thẳng này, chạy thẳng đó. Rồi bây giờ bấm xoay qua ngang, xoay qua ngang luôn. Wow, đó con nhện nó xoay vòng tròn luôn nè. Rồi chạy vô ngang, chạy vô cái vỏ. Đó rớt. Ê, ơi. Bây giờ rớt con nhện dưới đất luôn rồi. Rồi lụm lên nha. Con cầm vỏ đi, con cầm vỏ đi, con thằng lụm đi. Ý da. Trời ơi, quá. Ừ, nhện con nữa hả? Ai bấm mà rớt xuống đây kỳ vậy? Đâu có đâu, Pin bấm á hả? Pin bấm rớt á hả? Ừ, rớt hết rồi. Đây, bỏ lên cho nhện mẹ chở con đi học. Thôi, giờ nhện mẹ chở con đi về nha. Ơi. Ôi, ôi. Bạn Pin bấm thẳng không à các bạn ơi? Bạn Biên không có biết bấm mà. Quên, bạn Biên bấm xem tròn không mà không biết bấm thẳng. Coi chừng nó rớt xuống dưới nghe. Rồi, rồi bấm chạy đi. Ê, 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 dính hàng rào rồi. Ê, rớt. Đây các bạn ơi, bây giờ con nhện này nó chở con nó về rồi. Giờ mình bỏ vô vỏ đem về nghe. Bỏ vỏ đem về. Rồi, xách vỏ đem về bạn Biên ơi. Vừa. Ừ rồi, xách vỏ đem về nè, nguyên con nhện luôn, xách vỏ ra chợ bán đi. Ai mua nhện không? Bán mày không? Rồi xách vỏ ra chợ bán. Rồi bỏ vô vỏ luôn. Rồi bỏ ra vỏ luôn vô chợ bán. Rồi bỏ vô. Rồi đem ra chợ bán. Rồi đi. Rồi đi thôi. Rồi các bạn ơi, giờ bạn Pin đi bán nhện nha. Rồi ra ngoài chợ bán nhện. Chạy ra. Nhanh lên. Từ từ thôi. Rồi bán đi, bán coi nhiêu bên. Rồi xin cái thùng đem về luôn coi.